Mùng 2 ăn bánh hết đó 2020, sau thời gian dài làm bản số. Mất 2 tuần là bản số anh. Ba mày dậy không? Ba mày ngủ sớm mà. Ai, đây là một người mẫu là 1m59 lẻ nắng 2020 nha. Rồi đây là cái phần trước của NH 2020. Đây là đèn định vị ban ngày thay thế chỗ cái đèn pha xuống dưới. Đây, đèn pha nó được thay thế xuống dưới nè. Đó, ở trên là đèn định vị, không còn đèn pha nữa, giờ thay xuống dưới đây rồi. Mặt đèn định vị nó cũng làm cho nhỏ đẹp hơn. Còn phần này là mạ rơm, tất cả chi tiết này mạ rơm hết. Còn phần đèn xi nhan thì không có gì thay đổi. Xe được trang bị thắng ABS. Cái này có thay lại cái vụ mà chống trộm chưa? À chưa. Cái đó thì phải gắn thêm sau. Hai con ốc. Chỗ sơn trắng á. Ừ, đúng rồi. Hay vô đó là an toàn. Hay ốc giác hay ốc lục giác. Rồi thắng ABS. Đằng sau luôn, hai kênh. Phần đằng sau là cái đít, cái yên đèn đuôi là cũng được thiết kế mới nè. Nhỏ gọn hơn. Nhỏ gọn hơn nè. So với lại đời 2019. Chia làm hai phần. Ở giữa là có mạ chrome. Đó, mạ chrome. Nhìn thấy hiện đại hơn ha, gọn gàng hơn. Cái đuôi nó gọn hơn. Gọn hơn, đúng rồi. Còn bô thì không có gì thay đổi á. Mà sao lại cái bô này thì nó lại giống cái đời 2015. Cái đó là cái két nước. Két nước của đời 2019 thì nó nằm phía bên dưới. Phía bên dưới ngay chỗ cái ốp nè. Ngày hôm nay nó được thay đổi lên trên nè. Gọn gàng hơn nè, với lại dễ kiểm tra hơn. Nhìn vô cái thấy liền luôn. Chi tiết khác biệt nữa là cái phần xăng, bình xăng được thiết kế không có nằm trong yên nữa mà ra phía đằng trước. Em mở đó ra. Mở sao? Khởi động đúng công tắc. Mở on lên hả? Ở bình xăng. Này là ship. Khởi động cái núm công tắc đúng cái chỗ mở. Tắt về vị trí cũ.
Là máy mở, máy mở rồi mới mở hay là máy tắt mới mở? Đừng có khởi động máy, bật nhẹ. Có nghĩa đây là đang cái chỗ mà tắt máy nè. Tắt máy. Bật nhẹ thôi. Đó. Là shift fuel. Shift fuel thì nó mở được. Rồi. Đó, nó mở ra thấy chưa? Nén dữ. Đổ xăng đây. Chỉ là ngồi trên xe đổ xăng khỏi bước xuống đổ xăng. Đúng rồi, nó gọn hơn. Dạ. Ôi, dễ thao tác dễ không? Ôi dễ dễ, tại vì mình không biết cho nên nó khó. Ủa cái bình xăng này đổ được bao nhiêu lít ta? 8 lít. 8 lít hả? Lít 50 cây chạy được 400 cây á. Rồi đóng lại thôi đấy. Đóng lại đóng bằng cơ hay là đóng bằng máy? Đây đóng bằng cơ hả? Đúng rồi, đẩy mạnh vô. Không biết đóng. Ê. À đóng không, cái không. Đóng cái khóa không đúng hả? Ồ. Chắc chắn vậy xong đúng không? Rồi đẩy lại. À rồi nó phải đúng khớp. Không có đúng khớp á, thấy chưa? Không đúng khớp là dùng cơ là thôi. Rồi bây giờ tới cái phần mở yên. Mở yên là phải vô cái sheet. Cái này xích cũng xích hoặc là fuel. Còn cái xe kia là nó chỉ là fuel xích thôi, nó không có fuel. Rồi nghe cái tách okay. Nghe không? Rồi mở yên nên cầm chìa khóa. Trời cũng rộng dữ hả? Hai phần. Này để được cái nón 3/4, hai cái nón với lại nón phần nữa. Trước là bình xăng nó để nằm trên đây nè. Đó bây giờ nó thay thế bình xăng thành bình điện. Nhưng mà cái làm được hai hộc đồ. Cái trên đây để mấy cái đồ nhỏ nhỏ nè. Vật dụng nè, kính mát nè. Giấy tờ nè. Còn đây để được nón. Nước hoa nè. Đó, thấy chưa? Rất là rộng luôn ha. Này để được áo mưa chứ. Rồi, ok, quá đã rồi. Một cái nó nguy hiểm thôi, không có để được hai cái. À, giống cháu về kiếm cháu phải không? Quá đẹp. Quá gọn ha. Cái cách chạy nó giống như chạy xe kia. Rồi, bây giờ xong cái phần đó, giờ tới cái phần mà mở cái mặt đồng hồ ở trên chính. Tới một cái phần quan trọng nè. Mặt đồng hồ của xe 2020 có gì mới? Cái này là mở yên ngồi với lại đổ xăng. Đây là khởi động nè. Khởi động chạy luôn nè. Rồi, bây giờ nghe tiếng đi. Bye bye. Ồ, mặt đồng hồ này gồm có hai phần hả? Ở trên là phần A, ở dưới là phần B nè. Được tách ra bởi cái chữ H mạ chrome. Đồng hồ rất đẹp ha. Hôm nay nó gồm có mấy phần đó. Nhiều à. Thứ nhất là bên đây là hệ thống ABS. Trong đây là cái thông số thể hiện điện bình. Nếu mà điện bình mà nó nằm ở khoảng 12V tới 13V là đảm bảo điện cho hệ thống. Ở dưới là đồng hồ đo nhiên liệu. Đó. Nghĩa là đây là full hả? Đúng rồi, đây là MT, đây là full nè. Còn giấy tờ này là gì? Khoan hả, còn cái chủ Toton km là tổng quãng đường nè, ODO nè. Xe chạy được 330 cây số. 733 cây. À, đã vượt qua cái mức bảo hành lần đầu tiên rồi nè. Còn ở trên là đồng hồ tốc độ, còn ở trên là đồng hồ giờ. Còn chữ T là đặc biệt nha. Chữ T này là cái chữ nghĩa là tracking control, là kiểm soát lực kéo. Cái này chỉ có thể hiện trên mô tô thôi mà SH2020 đã có cái này, là một cái gọi là khác biệt rất lớn. Kiểm soát lực kéo là sao? Kiểm soát lực kéo là khi mà cái bánh trước với bánh sau mà cái vòng quay mà nó không đồng đều nhau á, ví dụ như mà rồ ga lên á, mà cái bánh trước bánh sau á, cái vòng quay á của bánh sau mà nó xoáy nhiều hơn á, thì cái lực kéo này nó sẽ không cho xe rồ ga tăng lên nè. Đúng rồi, nó chống trơn trượt á, khi đi đường trời mưa leo dốc mà nó xoắn cái bánh sau á, là cái này nó sẽ kiềm chế lại.
Còn mặt dưới này là hiển thị gì? Còn cái phần dưới này á, thì là nó gồm có cái là hành trình A, B nè. Nó vậy thì nó bình quân km. Cái số này nó giống như trên đây hả? Bình quân km trên lít xăng. Thì nó có một cái phần lặp lại. Mà muốn điều khiển cái này á, thì sử dụng cái nút điều hướng ở bên đây. Nó có hai phần A nè. A nè. Phần B là ở dưới, mặt đồng hồ ở dưới. Phần A là hiển thị cái đồng hồ ở trên. Phần B là hiển thị mặt đồng hồ ở dưới. Nút điều hướng này là để điều chỉnh qua lại của các bộ phận muốn điều chỉnh đó. Đó, xe này đang cần để thay nhớt. Đó, đó là một cái sự khác biệt. Còn một cái khác biệt nữa là xe này có thể kết nối được Bluetooth, kết nối được với điện thoại. Kết nối với gì? Ok, thì cái kết nối điện thoại là nó sẽ thể hiện dưới phần B đây. Rồi chút nữa lấy điện thoại gọi vô báo như thế nào ha. Phần B là nó thể hiện cái thông số cho màn hình bên dưới. Bấm vô nó thể hiện chip A, chip B nè. HTC on. Cái này cho phép bật tắt cái tracking control, điều khiển lực kéo. Mạnh quá. Ơ vị on. Thì tí on gạt cái đại sang trái hoặc phải hơn 2 giây đến khi biểu tượng Bluetooth nháy sáng trên màn hình. Nghĩa là mở cái màn hình ra nó có này nè. Nó có cái này nè. Đi qua trái, đi qua trái là qua. Rồi mở cái màn hình đi. Xem cái cuối thầy xíu trước đã. Đó. Nhà đây. Bị qua trái rồi qua bên kia. 2 giây đúng không? Bluetooth là nó có cái phát sóng này nè. Rồi đẩy qua 2 giây. Đẩy qua trái mà. Đẩy qua chịu lại hay. Ủa cái màn hình trên lại phải không? Không, nó vô màn hình này nè. Ở dưới hay trên? Ở dưới. Cái màn hình này là màn hình dưới hay trên? À chip, chip là dưới. Cái đó đẩy qua phải. Ôi chết. Đẩy qua trái. Đẩy qua trái 2 giây luôn rồi. Đây là km. Quá tới vị on thì tí on gạt cái đại sang trái hoặc phải hơn 2 giây đến khi biểu tượng Bluetooth nháy sáng trên màn hình. Nghĩa là mở cái màn hình ra nó có bốn này nè. Nó có cái này nè. Đi qua trái, đi qua trái là qua. Rồi mở cái màn hình đi. Xem cái cuối thầy xíu trước đã. Đó. Nhà đây. Bị qua trái rồi qua bên kia. 2 giây đúng không? Bluetooth là nó có cái phát sóng này nè. Rồi đẩy qua 2 giây. Đẩy qua trái mà. Đẩy qua chịu lại hay. Ủa cái màn hình trên lại phải không? Không, nó vô màn hình này nè. Ở dưới hay trên? Ở dưới. Cái màn hình này là màn hình dưới hay trên? À chip, chip là dưới. Cái đó đẩy qua phải. Ôi chết. Đẩy qua trái. Đẩy qua trái 2 giây luôn rồi. Đây là km. Bật qua trái. 1, 2. Nè nó hiện nè. Đúng rồi nó hiện rồi tút ra đó. Giờ kết nối rồi đó. Giờ qua lại lên đó. Có nghĩa là bây giờ là tắt máy, khởi động, bật cái nút điều hướng qua 2 giây thì cái màn hình này nó sẽ chớp lên cái dấu hiệu Bluetooth, là có nghĩa là cái điện thoại mình với lại cái xe đã được kết nối. Thì bây giờ kết nối xong rồi, giờ thực hiện cuộc gọi coi máy nó có báo không. Chỗ này lúc đầu là cài đặt rồi, đã cài đặt rồi đúng không? Cài đặt rồi. Nó có cái bước 4 rồi nè, nó kia bật lên đề máy nghe tiếng bô cái không ha. Đây coi. Rồi, nghe chưa? Rồi giờ nghe tiếng bô xe nha. Ồ, rất là quy lực. Mạnh luôn. Không biết trong video nghe sao chứ ngoài đây nghe mạnh dễ sợ luôn, nẹt nẹt vô bô mấy cái thử. Alo.
vẫn dây dây á, không có nói hả? Rồi bây giờ đề lên test trong vòng 8 giây coi lên 100 cây số giờ là mất mấy giây nha. Ok. Rồi đề đi. Khoan nha, từ từ. Rồi. 1 2 3. Là test không tải, như là trong vòng dừng 7-8 giây à, không tải và lên tới 100 cây số giờ là tới 104 luôn, quá dữ. Cái hình nãy của cô Hai nó nằm đâu? Rồi bây giờ để coi chiều cao cỡ nào để được để ngồi có thể chống chân trên SH2020 nha. Em chiều cao bao nhiêu vậy? 1m68. 1m68 mà có chống chân hay nhón chân ta? Nhón. Cái này là đang để chân chống đúng không? Đang để giống trứng là hơi nhón chân, bây giờ đẩy xuống luôn đi. Đẩy xuống nằm luôn. Nhào quá. Đây, chiều cao 1m68. 68 là ngồi chống chân thoải mái rồi. Không, nhưng mà phải nhón. Hơi nhón chân chút xíu phải không? Ồ, tướng 1m68 là ngồi là hợp lý á. Vậy thì còn 1m6 thì sao ta? 1m6 thì tụt xuống nữa. Ok, ngồi vậy là thoải mái đúng không? Ngồi hết trên yên phải không? Hết yên. Nếu như nhón giờ là ngồi hết. Vậy là quá ok rồi. Giờ nãy là 1m68 ngồi trên xe đúng không? Bây giờ nhờ một người mẫu 1m6 hay ngồi trên xe thì thấy như thế nào, coi chừng có đề xe nha. Nhón gì đâu. Thì ngồi lên đi. Chiều cao 1m6 ngồi trên xe mang giày là phải nhón chân nha. Rồi đá chống lên coi. Đá chống lên. Rồi, ngồi thấy thoải mái không? Đâu có chìa khóa đâu, mở đâu. Ngồi thấy thoải mái không? Được, rồi bơi tới coi, bơi tới 3 bước, bơi lui 3 bước coi. Được. Được phải không? Vậy là ok, 1m6 là vẫn chạy xe này chống chân là rất là thoải mái nha, ghe tới ghe lui vẫn ok nè. Rồi, 1m6, ok. Đây, một người là cao 1m60 vận hành SH20 nha. Đó, bơi ra bơi vô nè. Dễ dàng phải không? Rồi, chạy một vòng đi. Xuống dưới luôn. Đừng giống đứng lên nghe được không? Ổn không? Rồi nãy giờ là xem qua chiếc xe, giờ thấy chiếc xe này như thế nào? Một chữ tốt rồi hả?
Ờ, cảm giác lái thì sao? Nhẹ hơn hả? Giờ nếu có tiền là đổi xe không? Thấy mẫu mã làm sao? Mẫu mã. Có tiền mua không? Đổi xe chứ.